Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 3, đồng chí Đặng Thị Qua Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên cùng đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị cháy tại tổ 12 khóm Phó Quế, phường Mỹ Long. Tại nơi đến thăm, đoàn động viên chia sẻ những tổn thất cho các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn. Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên hỗ trợ 5 triệu đồng một hộ, phường hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ, qua đó chia sẻ phần nào khó khăn, giúp các hộ có kinh phí xây dựng sửa chữa nhà trong thời gian sớm nhất, ổn định cuộc sống. Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3, một vụ hỏa hoạn xảy ra từ căn nhà kho số 104, đường Liên Tổ, tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long do sự cố chập điện. Sau đó đám cháy lan ra 3 căn nhà liền kề. Ngay khi phát hiện lực lượng chữa cháy tại địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy. Hậu quả vụ cháy đã gây thiệt hại 100% hai căn nhà, một căn thiệt hại 80% và căn còn lại thiệt hại 40%. Rất may là không có thiệt hại về người. Hiện nay thời tiết đang bước vào mùa khô, nguy cơ hỏa hoạn gia tăng. Vì vậy rất mong mỗi người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác cho hỏa hoạn, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn điện, tránh tai nạn, thiệt hại đáng tiếc xảy ra.